Hello, chào các anh em, chào Nguyễn Thường Bình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một sản phẩm của nhà Moschino và nó có tên là Toy Boy, hay còn có một cái nickname mà chúng ta thường gọi, gấu đen. Mình sẽ chia sẻ đến các anh em những cái điểm mình cảm thấy là tốt và chưa được tốt của chai nước hoa này, và cuối cùng là cái kết luận của mình có cần thiết phải sở hữu mùi hương của sản phẩm của nhà Moschino hay không. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình bằng một vài sản phẩm full hoặc chiết, mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề ngày hôm nay, review mùi hương của Toy Boy và có cần thiết chúng ta phải sở hữu hay không. Ok, let's go. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng nói qua một chút về mùi hương của Toy Boy. Với cái cảm nhận của mình thì ở chai nước hoa này có hai nốt mùi khá là rõ rệt, đó là hoa hồng và tiêu hồng. Hoa hồng của chai nước hoa này thì nó khác với cái combo trầm hồng hiện đang là một cái hot trend. Nó không đậm đà, nó không dữ dội, mà đây nó giống như kiểu một cái đóa hồng tươi buổi sớm khi mà chúng ta ngửi, cộng thêm với cái chất cay nồng của tiêu hồng tạo thành một cái mùi hương có thể gọi là khá độc đáo và ít nhiều là không có sự đụng hàng. Ở đây trong cái phân khúc phổ thông thì chúng ta có thể tham khảo thêm ví dụ như mùi hoa hồng của Ungaro Pure Home, với sự kết hợp giữa hoa hồng và vodka cũng rất là thú vị. Còn quay trở lại với Toy Boy, đây là một cái mùi hương hoa hồng, một chút cay nồng của tiêu hồng, và đầu tiên đó là rất là khá là mượt, có thể gọi là không đụng hàng mấy và rất là có thể gọi là chất chơi, không sợ mưa rơi. Đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa Toy Boy. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nói qua những cái điểm tốt của chai nước hoa này. Điều đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này đó là trong phân khúc giá phổ thông và chúng ta đang cần tìm một cái mùi hương hoa hồng nó mượt mà nó thú vị, thì Toy Boy Moschino là một trong những cái sự lựa chọn để các anh em tham khảo. Theo như mình được biết thì ở cái mức giá tầm từ 1 triệu 6 đổ về và chúng ta sở hữu được một cái mùi hương hoa hồng và cái thứ hai được bán phổ thông ấy, thì mình không thấy có quá nhiều chai, và nếu có thì ít nhiều nó không được mượt. Nhưng mà đối với mình thì khi mà mình xịt mùi hương của Toy Boy thì phải nói thật là mình cảm thấy là nó khá là thú vị. Cái mùi hoa hồng nó không quá là cảm giác nhân tạo và nó blend cùng với tiêu hồng tạo nên cái mùi hương nói chung là khá là unisex. Do vậy, điểm thích đầu tiên của mình về chai nước hoa này đó là trong một cái mức giá chúng ta bỏ ra không phải là quá là đắt mà chúng ta sẽ sở hữu được cái mùi hoa hồng khá độc đáo, không đụng hàng và người cũng đôi lúc cũng cảm thấy cũng khá là phê. Đấy là cái điều đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này. Điều mình thích thứ hai của chai nước hoa này đó là nó khắc họa hoặc là nó định hình một cái phong cách rất là rõ rệt. Nó không giống như kiểu Bleu de Chanel hoặc là George Gabbana The One vân vân. Mà một số những chai nước hoa đa dụng, có nghĩa là ai xịt cũng được, tính cách nào xịt cũng được, không thành vấn đề. Nhưng ở Toy Boy thì nó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu như chúng ta điềm đạm, nếu như chúng ta nhìn một cái là biết là hiền lành, con nhà gọi là con nhà gia giáo, thì nó thật là không hợp với mùi hương của Toy Boy. Mà ở đây các anh em nào thường thì có một cái xu hướng một chút hơi nổi loạn một chút. Nổi loạn đây không phải là làm phá phách bất kỳ một cái gì, mà ở đây ví dụ như về cái phong cách của chúng ta ấy, ví dụ có thể là bấm lỗ tai hoặc là xăm một chút đó, hoặc là cái tính cách của chúng ta nó có hơi hướng một chút thiên về bản năng, thì những cái mùi hương giống như kiểu Toy Boy này nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều, bởi vì nó hợp với những phong cách đấy. Do vậy, điểm mình thích thứ hai ở chai nước hoa này đó là nó định hình rất là rõ cái tính cách của người sẽ xịt. Nó không dành cho những anh em, mình nhắc lại, nó không dành cho các anh em giống như kiểu là hiền lành, đó là nhìn một cái là chúng ta đã biết là bạn này rất là hiền thì không hợp, ít nói điềm đạm cũng không hợp, mà nó dành cho một cái gì đấy nó hơi có thiên hướng nổi loạn và bản năng. Đấy là điểm mình thích thứ hai ở chai nước hoa này. Điểm mình thích thứ ba về mùi hương của Toy Boy đó là nữ, các bạn nữ có thể dùng được, đặc biệt là các bạn nào mà chúng ta không quá thích những cái mùi hương hoa rất là phổ thông của dòng nước hoa nữ và chúng ta thích một cái gì đấy nó phải có một chút hơi gai góc, và các bạn nào đang theo một cái style tomboy thì Toy Boy Moschino
cũng là một trong những mùi hương mà chúng ta có thể tham khảo. Tổng kết lại 3 điểm mình thích ở chai nước hoa này, đó là ở một cái phân khúc giá phổ thông, mùi hương hoa hồng của Choy Boy khá là thú vị. Cái thứ hai là nó định hình rất là rõ một cái phong cách khi mà xịt mùi hương của chai nước hoa này. Và cái thứ ba là các bạn nữ có thể dùng được. Ok. Còn cái điểm mà mình cảm thấy chưa được tốt ở chai nước hoa này đó là gì? Điều đầu tiên đó là khi mà xịt chai nước hoa này, mình nghĩ rằng ít nhiều các anh em phải thực sự rất là tự tin, bởi vì phải tự tin vào cái phong cách của mình. Bởi vì mùi hương này bản chất của nó nói chung là nó hơi không theo hẳn một cái barem mùi hương nam tính 100%, mà nó có một chút gì đấy nó giống như kiểu cái poster quảng cáo chai nước hoa này. Một anh chàng nhìn rất là manly, thế nhưng là mặc cái đồ da bó sát vào người, nói chung là nó một cái cảm giác gì đấy nó hot stuff. Nếu như các anh em đã từng nghe bài hát Hot Stuff, một bản nhạc disco rất là nổi tiếng, thì ở chai nước hoa này khi mà chúng ta xịt, chúng ta phải một cái sự tự tin rất là lớn vào cái phong thái của chúng ta, hoặc là chúng ta xịt nó, hoặc là nó đớp lại chúng ta, một dạng kiểu như thế. Và điều đó có nghĩa rằng nó sẽ bị để mà cảm phát huy được hết cái hay của cái mùi hương này thì ít nhiều nó sẽ bị hạn chế cái số lượng người dùng, bởi vì như mình đã nói, không phải ai cũng thích một cái mùi hương mà phải thể hiện được 100% cái sự tự tin vào bản thân của mình khi mà xịt. Đôi khi chúng ta chỉ cần một cái mùi hương nó nhẹ nhàng, nó đa dụng để chúng ta còn tập trung vào làm việc khác, một dạng kiểu như thế. Và đấy là cái điểm mình cảm thấy nó mình không thích về Choy Boy. Tổng quát lại, có cần thiết phải sở hữu chai nước hoa Choy Boy này hay không? Với các anh em nào mà chúng ta đang cần một cái mùi hương đa dụng, dễ dùng vào các dịp, thì chắc chắn rồi đây không phải là một cái sự lựa chọn hoàn hảo. Chúng ta nên tìm hiểu những chai nước hoa khác. Còn bạn nào mà có một cái cá tính, có một cái gì đấy nó hơi về bản năng, đó chúng ta không thích bị gò bó vào một cái khung, một cái điển hình nào đó, mà chúng ta muốn một cái gì đấy nó hơi phá cách một chút. Và cái mùi hương nào mà ít nhiều nó giúp chúng ta thể hiện được cái những cái mà mình muốn show ra cho mọi người để cảm nhận, thì Choy Boy lại là một cái sự lựa chọn thú vị. Mình không nói rằng là phải sở hữu, nhưng nó sẽ là một sự lựa chọn mà các anh em có thể tham khảo để sở hữu nó. Và đấy là những cái cảm nhận của mình, đấy là những cái suy nghĩ của mình là có cần thiết phải sở hữu chai nước hoa này hay không. Video của mình đến đây là hết. Mình rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.